chân dung người vợ nhiều tiền của danh hài Xuân Hinh. Xuân Hinh, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1961 là nam nghệ sĩ hài Việt Nam đa tài, có thể hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn, nhạc các loại. Bên cạnh đó, anh còn được giới báo chí cũng như đồng nghiệp gọi là vua hề chèo nói riêng và vua hài đất Bắc nói chung hay, nhưng anh chỉ thích được khán giả gọi với cái tên thân thuộc Xuân Hinh, kẻ chọc cười dân dã. Bùi Xuân Hinh sinh ra và lớn lên tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Bố làm giáo viên còn mẹ làm nội trợ, hiện tại ông sống cùng gia đình ở Hà Nội. Nhà nghèo, con đông, ông là một trong 7 anh chị em, nên tuổi thơ của Xuân Hinh nếm trải nhiều khó khăn, vất vả. Năm 13 tuổi, Xuân Hinh học cách đi buôn. Lúc ở trường cuộc sống khó khăn, gia đình không chu cấp đầy đủ nên anh đi làm thêm để trang trải, học tại trường và học thêm, làm nhiều nghề, kể cả buôn đồng nát. Tuy nhiên, ông có niềm đam mê ca hát ngay từ nhỏ, là một danh hài nổi tiếng, nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh rất hạn chế nói về gia đình trên mặt báo. Chính nghệ sĩ Xuân Hinh cũng thừa nhận nhiều khán giả vẫn lầm tưởng Thanh Thanh Hiền là vợ anh, cũng có người mập mờ không biết ông là trai tân hay năm đến bảy vợ. Đó chính là lý do nghệ sĩ Xuân Hinh miễn cưỡng chia sẻ hình ảnh vợ con lên mạng xã hội. Vợ ông tên đầy đủ là Nguyễn Phương Lan, một cô gái Hà Nội gốc ông cảm mến chị bởi vài lần liếc trộm thấy hay hay. Song sau những lần hẹn hò, điều khiến Xuân Hinh đổ gục trước cô gái Hà Nội gốc này chính là sự dịu hiền, và phải mất 2 năm tán tỉnh ông mới rước được cô về sinh. Ngày trước vợ tôi làm kế toán, nhưng lấy chồng xong ở nhà làm kế toán tại gia. May mắn là vợ đảm đang nên tôi tập trung hết mình cho nghệ thuật. Tôi làm được đồng nào là nuôi vợ nuôi con, có bao nhiêu bà ấy cầm hết, lơ mơ là bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Thế nên, tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay, nghệ sĩ Xuân Hinh từng chia sẻ. Vua hề đất Bắc cũng cho biết thêm vợ ông ở Hà Nội gốc Hoàng Buồm. Gia đình nhà vợ làm bên ngoại giao nhiều nên không muốn cưới văn nghệ sĩ. Nhưng chắc phụ huynh mến tôi, và quan trọng là hai người yêu nhau, hợp nhau. Tôi quan niệm, chồng nói nhiều, vợ nói ít mới là gia đình, chứ cả hai bên cùng nói thì không hay. Theo lời kể của nam danh hài, ông đánh liều thử tán bà xã bây giờ bằng cách làm quen phụ huynh. Phụ huynh mê tôi trước cả vợ, vậy là yêu nhau. Yêu 2 năm từ 1993 đến 1995 thì cưới, cuối năm đẻ con gái đầu lòng. Bây giờ vợ chồng tôi vẫn cơm lành canh ngọt, chỉ lo đến lúc về già, bà ấy giở trứng đuổi ra khỏi nhà, bảo để con với của lại cho tôi thì biết thế nào được, nghệ sĩ hài hước nói. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trước sự hiểu nhầm của công chúng về việc Thanh Thanh Hiền là vợ của Xuân Hinh hay trước sự săn đón của các fan nữ dành cho chồng, chị Phương Lan cũng chỉ cười xòa rồi bỏ qua. Chị bảo, lấy chồng nghệ sĩ, nếu mình còn so đo, nghi kỵ thì rất khó sống hòa thuận với nhau. Chị biết Xuân Hinh là người trân trọng những giá trị truyền thống, nên rất tin tưởng vào chồng. Vợ chồng sống với nhau cốt là ở niềm tin vợ vua hài đất Bắc tiết lộ, chồng rất kỹ tính trong việc ăn uống. Chính vì thế, chỉ mỗi việc nấu ăn cho cả nhà cũng khiến chị mất khá nhiều thời gian. Nếu Xuân Hinh thích ăn nhiều rau hơn thịt, thích các món canh cua, canh hến, thì các con anh lại có khẩu vị ngược với bố. Mâm cơm gia đình luôn có nhiều món trái ngược. Chính vì thế mà sau hơn 30 năm gắn bó, chị Phương Lan luôn yên tâm rằng chồng chỉ muốn ở nhà ăn cơm cùng vợ. Chị kể, trong nhà nếu có xung đột, chị thường là người làm lành trước. Và cách thức làm lành của chị cũng rất đơn giản. Chỉ cần nấu một mâm cơm, chồng nhìn vào sẽ hiểu thành ý của vợ, bao nhiêu giận dỗi vì thế mà tan biến. Chính sự thuần hậu, nhẫn nại của chị khiến Xuân Hinh mỗi lần nhắc đến vợ đều rất tự hào khẳng định, bà này không cần tiền, bà ấy chỉ cần chồng cần con thôi chứ không cần tiền. Khi lấy nhau, tôi là Việt Kiều Bắc Ninh, còn bà ấy là Hà Nội gốc mà, bà ấy thiếu gì tiền. Vua hài đất Bắc khẳng định, sau khi lấy vợ, anh ít khi phải đụng tới việc nhà vì vợ chiều chồng, thường dành làm hết. Thế nhưng, chị lại là người quyền lực nhất trong nhà. Tôi lấy vợ hơn 30 năm, nhưng chưa bao giờ nói to với vợ. Bà ấy ngày ngày cơm nước cho mình nói gì Phật ý. Bà ấy ra chợ mua rau bẩn bảo rau sạch mình ăn để mình chết à. Bà ấy chăm cái dạ dày cho mình, nên mình phải nhịn bà ấy như nhịn cơm sống. Chưa bao giờ dám làm bà ấy buồn cái gì ở trong đầu. Lúc nào bà ấy cũng vui, đêm 30 nào tôi cũng hỏi. Em có điều gì không hài lòng về anh chưa có người vợ hiền lành, hết lòng vì chồng vì con nên Xuân Hinh luôn tâm niệm. Một lòng thờ vợ kính con, cho vuông chữ bố mới tròn đạo anh. Bước sang tuổi ngoài 60, nhưng vẫn miệt mài chạy show, Xuân Hinh thường xuyên bị bà xã cằn nhằn vì lo lắng cho sức khỏe của anh. Nam danh hài cũng biết được vợ buồn vì anh hay vắng nhà nên đành im lặng mà chịu trận. Danh hài Xuân Hinh thừa nhận rằng anh sợ vợ nhưng không hề cảm thấy xấu hổ, mà lại đầy tự hào vua hài đất Bắc từng hài hước tâm sự. Giờ bà ấy mà bỏ thì ai nấu cơm cho ăn, thuê người giúp việc thì tốn kém lắm, nghĩ đến kinh tế phải cắn răng chịu đựng. Bà ấy và các con lại về hết một phe, sau này có dâu có rể nữa, năm đánh một không chột cũng quẻ. Đi diễn bao nhiêu tiền bà ấy cầm sạch,
tay hòm chìa khóa mà, thế nên mình phải sợ, không thì có nước ra đường. Anh cho rằng việc nhường nhịn, chiều chuộng bà xã hết lòng chính là bí quyết lớn nhất giúp anh giữ gìn hạnh phúc hôn nhân và gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Danh Hải tiết lộ nhà anh lúc nào cũng vui như Tết, không bao giờ cãi nhau. Lúc chồng quyết thì vợ làm chủ, lúc vợ quyết thì chồng làm chủ. Gia đình thuận cảnh lại sống vô tư. Hiện tại sau 26 năm chính cách sống ấy đã giúp Danh Hải và vợ luôn có được sự bình yên. Gần 3 thập kỷ chung nhà, Xuân Hinh và vợ có 2 người con gái lớn, đã đi du học Mỹ về và đang gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn con trai út học năm thứ 2 đại học. Anh không muốn chia sẻ nhiều về các con vì các cháu nó không thích. Thừa nhận, mình là người bố nghiêm khắc nhưng Xuân Hinh luôn tôn trọng quyết định của các con. Ngoài nguyên tắc cả nhà phải về quê mỗi dịp giỗ Tết và quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, anh để các con thoải mái làm mọi điều mà chúng thích. Khi được hỏi tại sao không hướng các con theo nghiệp của mình, Xuân Hinh vừa cười vừa nói, bây giờ là con đặt đâu bố mẹ, ngồi đấy chứ làm gì có chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Tôi muốn add Facebook chúng nó còn không được đây này. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu khối tài sản khủng nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh có lối sống rất giản dị. Nam nghệ sĩ luôn duy trì cuộc sống bình dị, xuất hiện với hình ảnh đơn giản. Phương tiện đi lại thường xuyên của nam Danh Hài là xe máy. Hiện thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện trên sóng truyền hình để mua vui cho khán giả. Xuân Hinh làm nhiều người hâm mộ nhất về tài sản đất đai đáng mơ ước. Ngoài căn nhà khang trang, hiện đại mà vợ chồng anh sinh sống tại Hà Nội, nghệ sĩ còn có một căn nhà cổ trị giá bạc tỷ ở quê nhà Bắc Ninh cùng một khoảng đất đai xung quanh. Từ ngôi nhà cổ mà các cụ để lại, Xuân Hinh chi tiền chủ yếu, cùng các anh em trong gia đình xây sửa trở thành một không gian cổ kính và thoáng mát với nhiều cây cảnh đắt tiền. Nếu nhiều nghệ sĩ có đam mê chơi xe, hay như Hoài Linh có sở thích sưu tập kim cương, thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh có hứng thú đặc biệt với những chiếc kính hàng hiệu. Anh từng đưa bộ sưu tập kính của mình lên một DVD hài Tết năm 2014. Trong live show 2016, Xuân Hinh từng chơi lớn khi dành tặng những phần quà đặc biệt là điện thoại đắt tiền, kỳ nghỉ dưỡng hạng sang cho người hâm mộ mua vé xem đêm diễn của anh. Vậy là đủ biết, Danh Hải số một đất Bắc giàu có tới cỡ nào. Dù rất giàu có, nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh lại có lối sống dân dã, tiết kiệm. Ông ít khi ngồi siêu xe bạc tỷ mà thường chạy xe máy. Xuân Hinh cũng không quan trọng chuyện ăn uống. Món ăn yêu thích của ông chỉ là bát bún riêu. Bữa cơm ở nhà của nam nghệ sĩ cũng không cầu kỳ. Ông chỉ cần ăn cơm với dưa là xong bữa. Thói quen tiết kiệm của Xuân Hinh từng được nhiều anh em nghệ sĩ xác nhận. Nghệ sĩ Vân Dung kể, ông ấy giàu có nhất làng hài, nhưng chi tiêu rất tiết kiệm chứ không vung tay quá chán như nhiều người. Xa xỉ nhất của Xuân Hinh chắc là bộ sưu tập kính, nhưng cũng không đáng bao tiền so với thu nhập. Còn đồng hồ mà nhiều người bảo bạc tỷ là do Xuân Hinh làm đại diện, đeo đồ của hãng đấy. Khi nhắc đến khối gia tài đồ sộ, Xuân Hinh không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Ông chỉ dí dỏm bảo gia tài đã chia cho hai con, giờ ông là kẻ trắng tay. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu khối tài sản khủng nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh có lối sống rất giản dị. Nam nghệ sĩ luôn duy trì cuộc sống bình dị, xuất hiện với hình ảnh đơn giản. Phương tiện đi lại thường xuyên của nam Danh Hài là xe máy. Hiện thỉnh thoảng anh vẫn xuất hiện trên sóng truyền hình để mua vui cho khán giả. Video của mình tới đây thôi. Hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích. Và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh Thông tin Người Nổi Tiếng để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe.